đen thế không biết nữa. Đã không kiếm được đồng nào rồi, tốn tiền sửa xe, sao lại còn mua thuốc nữa. Mà nãy em bị làm sao ấy, ngồi đứng sau kiểu nhảy như ngựa ấy. Nói không biết suy nghĩ à? Anh là người điều khiển xe đấy, đi đã không tử tế ngã rồi còn nói nữa. Anh đau một, nhanh như thế này, tay chân tôi xước sát như này, làm sao mà đi làm được nữa hả? Thì thôi, em nghỉ ở nhà mấy hôm rồi mới làm. Làm gì cũng phải làm quá lên đi. Con này mà nghỉ ấy, thì đến rau cũng không có đâu, đừng nói là cơm. Chồng người ta thì đi làm kiếm tiền đưa tiền cho vợ, đưa vợ đi spa, ngồi ô tô các thứ. Chồng mình ấy vừa nghèo vừa khổ, lúc nào cũng lông nhông đi con quay ngoài đường ấy, có khác gì chó chạy ngoài đường không hả? Em có nhất thiết phải nặng lời với anh thế không? Anh cũng đi làm, anh cũng cố gắng mà. Nặng lời á? Anh nghèo anh khổ mà bây giờ anh còn nói với tôi là tôi không được nặng lời với anh á? Ok, giờ tôi không nặng lời với anh nữa. Anh đi kiếm tiền đi, kiếm nhiều tiền mà anh nuôi tôi đi, anh lo cho tôi đi. Thì đúng là anh nghèo thật, nhưng mà đấy là chuyện của hiện tại. Còn tương lai nữa cơ mà, anh đang cố gắng, chắc chắn là sau này anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Tương lai á? Tương lai con khỉ. Đã nghèo rồi còn bày đặt sĩ, đã không kiếm ra tiền rồi bây giờ còn bày đặt tương lai nữa. Cơm mà miếng thịt nào không mà tương lai. Này, nãy giờ anh nhìn em hơi bị nhiều rồi đấy Mị ạ. Ok anh nghèo, anh nghèo nhưng mà anh có sĩ diện của anh. Vứt cái sĩ diện này đi. Nếu mà cảm thấy nhục nhã quá ấy, thì ly hôn, giải quyết cho nhau đi. Nếu mà biết lấy anh nghèo như này ấy, thì tôi đết lấy anh nữa. Em, thôi, anh hơi lỡ lời một tí. Bỏ ra, đừng có chạm người tôi. Biến rồi kìa. Em... Biến. Đúng là gái có chồng của khác nhỉ. Em đỉnh hơn bao nhiêu cô gái khác đấy. Cái tiền nào của nấy mà anh. Với lại em cũng không nghĩ là anh kỹ thuật lại cao như thế đâu. Lên là phải lên đỉnh luôn á. Chuyện thế thằng chồng em nó không cho em đi leo núi bao giờ. Đến chân núi là đã quay đầu rồi. Không bằng một phần của anh. Kém. Thế thì em bỏ quách nó đi. Về với anh đây này. Thích cái gì anh mua cho cái đấy. Em cũng muốn bỏ, nhưng mà đã tìm một lý do đâu. Giờ mà em bỏ thì nào nó chả phát hiện ra. Với lại cũng ảnh hưởng đến anh nữa chứ. Em hiểu chuyện đấy nhỉ. Anh có thiếu tiền đâu. Thiếu đúng người để tiêu tiền giúp anh. Thế thì chắc là em làm được phần đấy đấy. Thế thì phải chứng minh đi đã. Chắc là phải thị phạm luôn ấy nhỉ. Luôn chứ còn gì nữa. Đơn tiền nhà, tiền điện, đủ các loại tiền. Mà thôi anh nghĩ là bọn mình chuyển nhà đi. Ở đây đắt lắm. Em lại mua đồ à? Này, rốt cuộc em có lo cho cái nhà này không đấy hả Mi? Tôi mua đồ thì làm sao? Tôi phải mặc diện, phải xinh đẹp thì mới đi kiếm tiền luôn cho gia đình gì chứ. Thì em mặc đồ cũ cũng được mà. Thời đại nào rồi mà anh vẫn nói câu đấy. Bây giờ phong cách nó đổi mới, giới trẻ nó đổi mới. Bây giờ tôi mặc lại đồ cũ để chúng nó khinh cả. Anh cóc cần biết là em mặc cái gì cả. Anh chỉ cần biết bây giờ ấy, không có tiền mà trả tiền điện thế này. Sao? Tiền gì? Cầm lấy cái số tiền này, đi trả tiền nhà đi. Và anh cũng bớt lại nhảy, bớt hở lại. Này, chẳng lẽ vợ chồng hỏi han nhau mấy câu không được à? Trong nhà ấy, đứa nào làm ra tiền thì đứa ấy hỏi. Còn cái loại mà không kiếm ra tiền ấy, tốt nhất là im mồm lại. Mà anh cũng là một thằng đàn ông, lúc nào cũng xin tiền vợ trả tiền nhà, anh không biết nhục à? Tôi mà là anh ấy, tôi nhục không ngốc nào nổi đấy. Em. Alo ạ. À dạ vâng vâng. Nhà nghỉ 102 đúng không ạ? À, dạ. Em làm cái gì đây? Làm cái gì á? Bây giờ anh còn dám đi ngoại tình công khai thế à? Nhà nghỉ 102 cả. Ngoại tình cái gì mà ngoại tình, em phải nghe giải thích đã chứ. Giải thích cái gì mà thích? Chả nhẽ bây giờ anh lại bảo là ôi anh xin lỗi em vì anh đã ngoại tình à? Anh giấu sau lưng em à? Em bị làm sao đi, anh không ngoại tình. Đấy là người ta đặt đi xe không? Bây giờ anh đã không lo được cho tôi rồi, đã không nuôi được tôi rồi còn dám ngoại tình nữa. Anh đã đi về gái, tôi theo trai. Giờ tôi sẽ kiếm một thằng nào giàu có nuôi tôi, lo cho tôi hơn anh. Không phải thế đâu Mi. Mi, Mi ơi, Mi. Anh Hùng. Cô là ai đây? Sao lại vào được nhà tôi? Là em đấy. Mi à? Cô quay lại đây làm gì? Em chỉ muốn đến đây để xin lỗi những chuyện quá khứ mà em đã làm sai với anh. Còn tôi thì muốn cảm ơn cô.
Nhờ có cô ngày xưa ấy, tôi mới có được như bây giờ. Cũng xứng đáng lắm đấy. Em biết lỗi của em rồi mà. Đáng lẽ lúc đấy em không nên bỏ anh đi. Đáng lẽ lúc đấy em nên ở lại để cùng anh khởi nghiệp, chứ không phải là bỏ anh đi như thế. Em biết lỗi của em rồi. Em xin lỗi mà. Anh về rồi đấy ạ? Làm gì à? Tao với mày phải chết! Em xin anh thôi! Tao đối xử tệ với cô thì cô mới nhớ đến tôi à? Cô không nhớ là ngày xưa lúc mà cô bỏ tôi ấy, cô dứt khoát lắm cơ mà, khẳng khái lắm cơ mà. Chồng ơi, em biết, em biết là em sai rồi. Bây giờ chỉ cần anh tha cho em một cơ hội thôi, em hứa là em sẽ sửa sai, là em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu. Em biết lỗi của em rồi mà. Em xin lỗi đây. Cũng không cần đến mức như thế đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng trách gì cô mà. Nếu như cô tự nhận thấy bản thân mình sai rồi thì làm lại cuộc đời đi. Anh Hùng, em biết là anh vẫn còn thương em mà đúng không? Mình làm lại nhá. Quá muộn rồi. Còn bây giờ ấy, tôi mời cô ra khỏi nhà tôi trước khi tôi bảo. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đây là anh sửa điện nước, anh vừa mới gọi đến. Đi, sao em lại ở đây? Hai người quen nhau à? Đây là anh họ của em, lâu lắm không gặp. Anh à, em cũng không biết anh, em chào anh nhá. Anh họ, đúng rồi, cũng không làm gì dám nhận một thằng bẩn hèn như tôi làm chồng nữa. Cái gì cơ? Chồng à? My, chồng là như nào? Tôi là chồng của cô ấy đấy. Không những thế bọn tôi còn có con rồi. Uổng công tôi làm quần quật cả ngày để lo cho cái gia đình này, lo cho các con ăn học, lo cho cô không thiếu một thứ gì cả. Thế mà bây giờ cô để tôi chứng kiến cái cảnh là cô qua nhà thằng khác ăn nằm với nó à? Cô thấy cô độc ác quá không à? Này, anh nói hơi quá rồi đấy. Đúng, anh là chồng của tôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ muốn anh làm chồng cả. Anh Đạt, anh phải tin em chứ. Em chưa bao giờ muốn anh Đạt làm chồng của em à? Em rất là yêu anh phải tin em. Còn sao cơ? Anh bảo là anh kiếm tiền với tôi á. Anh nghĩ tiền của anh to lắm à? Sáng thấy anh bán trà đá được 3 cọc 3 đồng, lâu lâu thấy anh đi móc cống toilet nhà người ta. Anh không cảm thấy là anh nghèo hèn, anh dơ bẩn à? Em nói thế mà nghe được à? Hả? Tại sao lại không? Tôi nói được có gì sai à? Tôi chưa bao giờ muốn làm vợ một người như anh cả. Anh không thấy à? Bây giờ tôi đã tìm được tình yêu của tôi. Anh không buông tay cho tôi để tôi đăng lại cuộc đời đi à? Thôi, nói chung là từ nãy giờ tôi cũng nghe hiểu rồi. Cái vấn đề ở đây ấy, quan trọng là do quyết định của Vi. Tôi thì chắc chắn là tôi không có lỗi gì rồi. Nhưng mà có một thứ mà ông nên nhớ ấy, là đàn ông mà nghèo ấy, là có tội. Em, tôi hiểu rồi. Từ giờ tôi với cô ấy không còn bất kể một quan hệ gì cả. Nhưng mà cô nên nhớ ấy, từ giờ trở đi cô cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm tôi và con nữa. Chào cô. Này, anh đi làm cái gì mà đi nhậu từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mới về là sao? Này, thằng này đi làm nhá, đi gặp đối tác, không phải cứ ở nhà mà ngửa tay xin tiền như cô, hiểu chưa? Anh đi gặp đối tác, anh lại có người khác hả? Tránh ra! Tôi có người khác đấy, thì làm sao? Em ở nhà em đợi anh cả buổi tối như thế, mà bây giờ anh về nhà anh chỉ thẳng mặt em là anh nói anh có người khác à? Cô cứ làm nhân cách của cô đẹp lắm. Cô cũng chỉ là cái loại đàn bà bỏ chồng theo trai thôi. Cái loại lăng loạn nhá. Nhắm ở được ấy thì ở, không ở được thì biến. Nghe chưa? Hả? Tránh ra.
Ai đây anh? Cô không thấy à? Người yêu mới của tôi. Biết điều ấy thì vào trong kia dọn đồ biến đi, trước khi tôi đuổi. Mình đi thôi em. Anh Đạt! Tôi đổ tan cái đúng này. Này, cô bị điên à hả? Đúng. Dám dẫn gái về nhà anh hối ngay trong phòng ngủ à? Chắc quái gì đó là con của tôi. Hả? Cái loại đàn bà bỏ chồng với cô được ấy thì con là cái quái gì? Thế mà nghe được à? Làm sao? Tôi nói đúng quá không cãi được đúng không? Cái loại con gái hám giàu như cô ấy vì tiền nó bỏ tất cả ấy, nó rẻ rách lắm. Sao? Tại sao lại nói chồng tôi thế? Tránh ra! Tao nói cho mày biết này, tao chịu đựng mày thế là quá đủ rồi nhá. Hồi xưa tao gặp mày ấy, tao nhìn cũng xinh xắn hiền lành, tao mới rước về thôi. Không ngờ đến lúc mà cái vòi nước nó hỏng ấy thì mới nhận ra bộ mặt thật của mày. Thế tại sao ngay từ lúc đấy anh cứ bỏ tao đi? Mày làm gì? Ai giữ cô ở lại? Tự cô ở lại mà. Thế là do cô không biết bảo vệ bản thân. Còn bây giờ ấy, cút! Không đi đâu cả, tôi ở lại đây. Ôi ảo tưởng. Tôi cưới cô chưa? Chưa. Có giấy đăng ký kết hôn chưa? Chưa. Thế thì lý do gì cô ở đây? Hả? Hết cơm từ thiện rồi. Biến! Mày có đi đâu? Đi! Ơ? Kiều My? Sao lại đến đây? Có chuyện gì à? Nói cho anh nghe. Anh Hùng, em biết là em sai rồi. Em sai khi đã phản bội anh. Bây giờ em không còn gì cả. Chỉ có anh là thương em nhất thôi. Cho em cơ hội quay lại nhá. Em cầm lấy đi. Đây là tất cả số tiền mà anh dụng bấy lâu nay. Em cầm lấy và lo cho con nhé. Từ giờ trở đi ấy, nếu như gặp khó khăn gì cứ đến tìm anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em như một người bạn. Còn chuyện hai đứa mình quay lại với nhau ấy, anh xin lỗi, anh không làm được. Mi, em làm cái gì đây? Em cắm chân anh à? Còn ơi cái gì nữa, thế nào? Này, anh làm sao đấy? Tôi tên là Vi chứ không phải là Mi. Đã tự nhiên anh vào anh nhận nhầm người xong rồi anh quát vào mặt tôi như thế. Anh Đạt, cứu em! Mày bị làm sao ấy? Hả? Đây là Vi, người yêu của tao! Anh Đạt! Dạ! Tao nói cho mày biết nhá, đây là vợ tao! Mày còn động vào vợ tao nữa ấy! Đừng có trách tao! Đi! Anh Đạt, cứu em! Đi ra đây! Cô đi ra đây! Bỏ ra! Này! Anh làm sao đấy? Anh mà có như thế nữa tôi báo công an đấy! Tôi đã bảo với anh là tôi và anh không quen biết nhau rồi! Người với người giống nhau là chuyện bình thường mà! Không quen à? Hả? Cô nghĩ tôi bị ngu chắc? Cái gương mặt này, cái vóc dáng này, cái giọng nói này làm sao mà tôi nhận được? Cô cứ đợi đấy. Sao lại không gọi được? Đấy được chưa? Tôi đã bảo là tôi không quen anh mà. Cô đi đâu? Cô phải đợi đấy á. Bỏ tay ra. Tao nói cho mày biết nhá, đây là người yêu tao. Mày mà đụng vào người yêu tao một lần nữa ấy, tao cho mày lên phường đấy. Đi về. Làm sao mà có chuyện giống nhau như thế được nhỉ? Chẳng lẽ cô ta có chị em song sinh mà cô ta giấu mình? Mi. Mi. Anh về rồi đấy ạ. Hôm nay ngủ ở nhà cả ngày à? Mấy hôm nay em mất ngủ. Vừa mới chợp mắt một xíu thì anh về. Tại sao anh gọi em không được? À, em ngủ em để chế độ máy bay nên là không gọi được. Đây để em... Mà anh là về có đói không? Em đi nấu cơm cho anh nhá. Alo ạ? Chị tìm được thông tin chị gái của em rồi ạ? Dạ vâng. Trời ơi, chị cố gắng giúp em nhá. Xong rồi có gì em sẽ hỗ trợ chị. Dạ em cảm ơn ạ. Em có chị gái à? Em có một chị gái song sinh. Nhưng mà bọn em thất lạc nhau từ lúc 3 tuổi rồi.
Tại sao không nói cho anh biết? Thì tại là em cũng không nghĩ là tìm được chị ý. Nhưng mà người ta cũng vừa mới gửi thông tin thôi. Mà người ta bảo là nếu mà có thông tin mới nhất thì người ta sẽ liên lạc cho em sớm. Hình như là hôm nay anh vừa gặp chị gái của em. Cái gì? Thật đấy ạ? Anh gặp chị ở đâu ạ? Chuyện cũng hơi tế nhị. Nhưng mà em yên tâm, chị ở gần lắm. Nhưng mà chắc bây giờ chị cũng đi đâu rồi. Tại vì anh không biết là chị gái của em nên là anh không dẫn chị về gặp em được. Nhưng mà thôi, không sao. Em nghĩ là chị ấy vẫn còn trong thành phố thôi. Anh cùng em tìm chị ấy nhá. Giới ạ, làm cái gì đây? Chỗ này cách xa nhà em lắm, với cả ông Hùng chưa đến đây bây giờ đâu. Yên tâm đi. Này, thế nhưng mà ông ấy tin em thật à? Tin chứ sao không? Mà em cũng không nghĩ là ông tin như thế đâu. Còn up cả ảnh em lên mạng tìm cơ mà. Công nhận, anh ta dễ dụ thật đấy. Bảo sao? Cái lúc mà em nói em là Vi không phải là My, anh nảy số luôn. Nói thật nha, cái lúc đấy anh mà không nhanh nhạy, còn lâu nó mới tin. Thế mới bảo là chỉ có anh và em là tâm đầu ý hợp thôi. Mà công nhận ấy, bây giờ nghĩ là em vẫn thấy sợ. À, anh ta sắp sang nhượng cái nhà đang ở cho em rồi đấy. Thật hả? Ừ, yêu em chứ. Yêu thì chiều đi. Chiều trên giường nhá. Hùng gọi. Alo ạ? Em à, em đang ở đâu đấy? Em đang tìm chị gái của em. Anh tìm với chị gái trong sinh của em rồi này. Cái gì? Ờ kìa, sao em nói to thế? Em bị giật mình thôi. Nhưng mà anh tìm được chị gái của em thật á? Thật, anh tìm thấy rồi, giống như hai giọt nước luôn. Chính là cái người hôm trước anh kể với em ấy, em có nhớ không? Ơ kìa, em, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Anh đấy, anh nói em đi gặp chị gái của em. Alo, 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 anh nói cái gì đấy, em chẳng nghe gì cả. Ơ kìa, sao em không trả lời, em không muốn gặp chị gái của mình à? Alo, anh Hùng ơi, tự nhiên mất sóng ơi, mất sóng ơi. Alo, My, My. Ông ấy tìm là chị gái của em. Bây giờ phải làm nào? Này, hay là anh ta biết chuyện của em với anh rồi, hay là cố tình nói như thế để chơi lại mình đấy? Khéo thế thật chứ còn gì nữa. Bây giờ nhá, em đi về nhà luôn. Về nhà luôn đi, nhanh đi. Đi luôn. Đi luôn. Đi đâu mà vội thế em? Đi. Anh dẫn em đi gặp em gái song sinh của em. Em không có em gái song sinh đâu em. Không, em phải có. Nó là vợ chưa cưới của anh mà. Lúc nãy anh gọi cho nó còn bảo là đang rối rít đi tìm em đấy. Thật ra em không có em gái hay là chị gái trong sinh nào hết cả. Thế có nghĩa là không có thật à? Cô còn diễn với tôi nữa. Từ ngày mà cô nói với tôi ấy, cái câu chuyện chị em gái trong sinh tôi đã thấy nghi rồi. Tôi gắn định vị vào xe cô đấy. Từ hôm đến nay cô đi đâu tôi cũng biết hết. Cô hãy tôi đứng ở ngoài kia. Tôi gọi điện cho cô. Tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy hết rồi. Cô còn diễn làm gì nữa? Phô lắm. Anh đứng đây làm gì? Tự nhiên chuyện nhà khác anh đứng đây hóng hớt làm gì? Tôi đang đi đường, tò mò thôi. Thôi tôi xin phép nhá. Hay quá. Diễn cũng đạt đấy. Lúc thì diễn làm người yêu, lúc thì lại diễn làm người lạ. Để tôi xem là anh có biết người này không. Thật, anh dám ngoại tình hả? Anh có về ngay không thì bảo. Vợ ơi, anh về đây. Ta có vợ rồi. Sao? Tiếc à? Có muốn đuổi theo không? Không à anh ơi, em biết lỗi của em rồi, anh nghe em giải thích đã. Tôi vẫn đang đợi đây. Cô còn gì để nói nữa không? Đơn ly hôn tôi ký rồi, cô lo về nhà ký nốt đi. Anh! Ôi kìa sếp, vợ em cơ mà. Một nụ hôn 500 nghìn. Anh! Được anh ơi, anh thích hôn bao nhiêu cũng tùy. Này, anh nói cái gì đấy hả? Thế là như tôi muốn hơn thì sao? Anh muốn hơn đấy ạ. Được. Vợ của em, thế nhưng mà sếp phải gọi tạm bằng sếp. Này hai người này, tôi không phải là món hàng để hai người như thế đâu nhá. Tôi muốn mua vợ cậu với giá 500 triệu. Thấy sao? 500 triệu anh. Chốt đơn. Thế còn này. Xem mày, kệ nó đi. Nhưng mà anh đưa tiền mặt hay là chuyển khoản đi nhá.
Thế là xong rồi nhá. Em cầm đây. Con kia, đi vào đây. Anh Hùng chuyển hết tiền tao rồi. Từ bây giờ ấy, mày không là vợ của tao nữa. Cầm lấy đồ, sang nhà anh Hùng ở. Anh à, nó về nó mà lao nháo ấy, anh cứ táng thẳng mặt nó cho em. Cái cách này nó hơi thô bạo, thế nhưng mà em đảm bảo anh nhá, hiệu quả 100%. Đi về với anh. Từ giờ ấy, anh sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Còn những thứ tệ bạc như thằng chồng của em ấy, bỏ đi. Ok anh, sao anh nói thế? À, thì ra là hai người lén lút vụng trộm với nhau từ trước đúng không? Nghĩ ra cái trò này để hợp thức hóa cái chuyện hai người ở với nhau chứ gì? Hả? Là tôi có tình cảm với Vi đấy. Thì làm sao? Tôi làm tất cả những chuyện này ấy là để Vi tránh xa cái thằng chồng khốn nạn như anh ta đấy. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Ăn mặc như này ra đường là như nào? Thì em cũng chỉ muốn ăn mặc lịch sự để gặp sếp anh với bạn anh nói sai ạ. Thì cái váy đỏ tao bảo mày mặc ở nhà đâu hả? Mày khoe da khoe thịt vào thì khách nó mới thấy, thấy nó mới thích. Mày ký được hợp đồng hiểu chưa? Tao nói mày biết nhé, cái hợp đồng lần này mày mà không ký được ấy thì mày đừng có trách tao, nghe chưa? Hả? Tôi đã bảo với cô rồi là hôm nay sếp tôi qua ăn cơm. Sao cô nấu như này? Ai ăn anh đi? Hả? Ôi, có cái gì đâu mà phải chửi vợ thế? Anh ơi, cái này phải dạy nhỉ? Không dạy nó hư rồi. Mà nhá, cái loại đàn bà chỉ có ở nhà ăn bám chồng thế này ấy, không dạy không được. Hôm nay sếp mà không ở đây nhá, em tát thẳng mặt luôn đấy. Tôi đã bảo là thôi mà, chuyện không có gì cả. Thể hiện với ai? Không, em không thể hiện với ai đâu. Thế nhưng mà cái loại này nó phải dạy anh ạ. Không dạy không được chứ. Còn đứng chờ bắt rồi thế à? Ra đâu con mấy con mới đi nhanh lên. Nào, chuyện bé tí mà cậu cũng phải mầm lên thế nhở? Mà tôi bảo này, hai vợ chồng sống với nhau ấy, cảm giác không hạnh phúc thì chia tay đi. Sống khổ sở thế làm gì? Ôi trời, anh chia tay làm sao? Thôi anh ăn tạm đi, để em bảo nó nấu mấy món mới anh nhá. Thôi hai vợ chồng ăn đi, tôi nó không trôi. Ơ, sếp ơi, sếp ơi, tỏ ra quân tử, không ăn thì ông mới ăn. Đã rất nhiều lần tôi khuyên nhủ Mi là bỏ anh đi rồi, nhưng vì là Mi lỡ mang danh phận là vợ anh ấy, phải đi theo anh bấy lâu nay chịu tủi nhục. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, anh đã cầm tiền của tôi ấy, anh đã bán vợ anh cho tôi rồi, thì từ bây giờ anh không có tư cách nói chuyện cùi nữa. Thì sao, giờ bố mày có tiền rồi, hai đứa mày ấy cút. À mà còn một việc nữa, anh chính thức bị sa thải. Không phải đùa ấy, bố mày tự nghỉ, bố mày có tiền rồi, cần đích thì đi làm nữa, chúng mày biến về đi. Mày có biến đi không? Về. Tại sao lại là cậu? Cậu đến đây làm gì? Này, đây là vợ tôi. Cậu không có tư cách gọi tên cô ấy như thế. Cậu đến đây làm gì? Em xin lỗi sếp. Anh thấy đề tình hồi xưa em với Mi từng là vợ chồng, anh nhận em lại công ty làm được không anh? Em hứa với anh là em sẽ thay đổi ạ. Gì cơ? 500 triệu tiền bán vợ ở cậu đâu? Cái số tiền này nó lớn quá, vừa lại là bất ngờ, thế nên là em tiêu hết. Bây giờ em lại đang nợ đầm đìa nữa, anh cho em quay lại công ty làm anh. Tôi lại chỉ con với cậu à? Hả? Sao lúc cậu có tiền cậu lên giọng thế? Bố này bố kia cơ mà, sao bây giờ cậu không nói chuyện với tôi bằng giọng đấy đi? Tôi nói cho cậu biết này, với cái tư cách như cậu ấy, nhân cách không có, đạo đức cũng không, đến vợ mình mà cậu còn dám bán ấy, thì còn chuyện gì mà cậu không dám làm nữa. Nhận cậu vào công ty khác là công ty tôi làm bãi rác à? Em mình tin mình là vợ chồng em. Cái loại bất nhân bất nghĩa như anh ấy, tôi biết trước là thế nào có ngày này. Vì gia đình tôi nghèo nên là bắt cưới anh, mà cũng vì cái nghèo đấy nên anh đánh đập anh chà đạp. Anh coi tôi là thứ của nợ. Lúc đấy anh có nghĩ thấy hai chữ tình nghĩa vợ chồng không? Cái lúc đấy là anh bị mất bình tĩnh thôi. Thật sự là trong tâm can của anh là anh rất thương em biết mà đúng không? Anh thương tôi á? Hay là bây giờ anh thấy tôi là vợ của sếp anh nên anh mới thương tôi? Và tôi nói cho anh biết, cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là lấy anh. Còn cái sai lầm thứ hai là nghe một thằng tồi như anh giải thích. Chồng,
mấy cái thứ rác rưởi đấy đều ở trước cửa nhà mình không hay ho đâu, thối lắm. Nghe thấy vợ tôi nói gì chưa? Cậu đi không? Nếu cậu không đi tôi gọi người đến lôi cổ cậu đi nhá. Em đi. Vào đi.